rất là chất lượng nha mấy bạn. Đúng là động cơ thương hiệu Hàn Quốc thì có khác. Giúp em cái. Động cơ điện heo xung chân đế nha các bạn. Sản phẩm được bọc một cái bọc có dây khung như thế này, tính cái đầu của sản phẩm lại. Đây các bạn có thể thấy đây là động cơ điện heo xung tốt. Sức 0.75 kW. Cơ 40. Em có nhà sản xuất. Cảnh báo. Cảnh báo này bằng tiếng Anh luôn các bạn. Đây là tem tiết kiệm năng lượng. Xuất cho 0.75 đó các bạn. À đây có một xuất 1.5 nè. Đây, đây là con này là 1.5 kW. Đó. Con này là 0.75, điện sáng hơn to hơn. Vui tiếp đi. Rất là chất lượng nha các bạn, đúng là động cơ thương hiệu Hàn Quốc thì có khác. Nước sơn rất là đẹp, các bạn có thể nhìn đây nè, cái cạnh cho các bạn thấy luôn. Thì con này là con 7.5 kW, chân đế. Đèn cảnh báo. Đây là cái phần đuôi của động cơ điện Yêu Sung này. Rất là dễ.
này là 5,5 kg nè các bạn, 150W nè, con này là 7,5 kg nè. Cái xác nó to hơn một chút thôi, coi nhìn nó xem nha các bạn ha. Đây 5,5 kW, là chân đế luôn. Giờ mình qua cái kiện bên này và bên trong đó là công suất nào. Con này là 4 kW nha các bạn. Đây. Con này là động cơ một bít nha. Cái thùng này là 7,5 kg luôn các bạn, trên ghế.